Vâng, chào mừng cô chú anh chị đã đến với kênh Vlog Mất Tiêu. Vlog Mất Tiêu đang ở nhà chậm lo nhà của con Nam Du Linh. Trưa ngày hôm nay thì có xe bưu điện tới hư của chú anh chị và các bạn. Có xe bưu điện tới nha. Trưa ngày hôm nay thì có xe bưu điện tới chở hàng hư của chú anh chị và các bạn. Chở hàng khủng đi nha. Vâng, trưa ngày hôm nay có xe bưu điện tới chở hàng cũng đi nha cô chú anh chị và các bạn. Để đi qua bên đây để quay cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem nha. Hộp to, hộp nhỏ cũng có thưa cô chú anh chị và các bạn. Cầm tay đi được cái đó nó rung xong rồi ta xem được. Vâng, cô chú anh chị và bạn mến, chị Hồng Loan thì xếp hàng chở hàng đi rất là tấp nập luôn hư cô chú anh chị và bạn. Có nguồn trên nói là chị Hồng Loan bán hàng không được, không có đơn hàng. Đó, các bạn có thể nhìn thấy là có đơn hàng hay không thì các bạn cũng có thể nhận biết thấy. Rất là nhiều luôn các bạn, hàng khủng nhé. Còn rất là nhiều hàng ở trong nhà của chị lo luôn cô chú anh chị và các bạn. Xe chọn chiếc xe các bạn. Xe chở hàng khủng nhé. Vâng, cô chú anh chị và bạn mến xem kênh, cảm thấy kênh hay có ý nghĩa thì cô chú anh chị có thể đăng ký và cho kênh một like để kênh có động lực làm video tiếp theo cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé. Gió xuân vị Tết thuộc phủ môn Xuân Thụy. Anh Hải á, bây giờ đi ra ngoài thôi cô chú anh chị thôi bạn.
Anh Hải là chồng chị Kỳ Hồng Đô, nó có chú anh chị và các bạn. Xe phương tiện đi chở hàng xong bây giờ là sẽ đi nhé cô chú anh chị và các bạn. Anh Hải cũng đi ra ngoài chắc là đi rước con bé Pun. Trời ơi. Cô sợ không kính máy quay hả con? Dạ. Dạ nắng. Dạ. Nắng xuân mà. Cô từ sáng giờ chị hôm đó có ra cô để mua hàng ủng hộ cô không? Dạ. Chút chiều chị hôm đó sẽ đi sinh nhật. Sinh nhật má Tư á. Bữa nay là sinh nhật má Tư. Má Tư là bạn của con Nam Vũ Linh á. Dạ. Dạ, nghe một nguồn thông tin vậy đó. Dạ. Cô bữa nay buôn bán được không? Bữa nay buôn bán ở đây nè được không? Dạ. Đồng nào đó thôi, sống khó khăn thôi. Nhà cũng cố được. Lên, nhưng mà có tình dạ, nhà cũng được mấy trăm dĩa cũng được hết con. Dạ. Mấy trăm dĩa là cũng mừng. Dạ. Ở trường mày đi đâu vậy trường? Phần cô chú anh chị và các bạn thân mến thầy giờ ốc tiêu ghẹo chọc cô thôi, ghẹo chọc cô cho vui thôi, dạ. Chứ một ngày cô bán nói bán nhiều nhất là được bao nhiêu gì hả cô? À, bán gì nào đợi gì đó. Dạ. À, bây giờ cô kêu gọi đi cô. Kêu gọi khách đến ủng hộ. Dạ. Dạ. Xe này xe nào cơ? Xe cụ khách thưa. Vâng. Phần video clip của mình cũng đã dài, mong cô chú anh chị và các bạn hãy đăng ký và cho kênh một like để kênh có động lực làm video tiếp theo cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé. Thân ái chào tạm biệt.